Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Trong bản cập nhật chiến sự tính đến 18 giờ tối ngày 6 tháng 3, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã ngăn chặn 63 cuộc tấn công của quân Nga tại 6 khu vực, hầu hết là ở thành phố Avdiivka và làng Novopavlivka, tỉnh Donetsk. Trong 24 giờ qua, Nga và Ukraine đã xảy ra 76 cuộc giao tranh, theo hãng thông tấn Ukrinform. Trong diễn biến liên quan, tướng Oleksandr Tarnavsky, chỉ huy nhóm Tavria của quân đội Ukraine, chiến đấu ở miền đông và nam nước này cho biết, trong ngày 6 tháng 3, lực lượng Tavria đã phá hủy sở chỉ huy của một trong những lữ đoàn súng trường cơ giới của Nga và vô hiệu hóa 237 UAV của Nga, theo Ukrinform. Theo ông Tarnavsky, lực lượng Ukraine đang kiên cường trấn giữ phòng tuyến ở khu vực này, đồng thời có những hoạt động tiến công nhất định ở một số khu vực. Ông Tarnavsky cho biết tổng cộng 515 lính Nga bị thương và thiệt mạng ở hướng Tavria trong ngày 6 tháng 3 và 71 vũ khí và trang thiết bị quân sự bị phá hủy. Trong diễn biến liên quan, tư lệnh lục quân Ukraine ông Oleksandr Pavlyuk cho biết lực lượng Ukraine sẽ sớm ổn định tình hình chiến trường và đặt mục tiêu thành lập các đơn vị cho các chiến dịch phản công vào cuối năm nay, theo hãng tin Reuters. Ngày 6 tháng 3, Ukraine đã tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào các cơ sở ở một số tỉnh của Nga, gồm Voronezh, Kursk và Belgorod, theo đài RT. Tỉnh trưởng Kursk, ông Roman Starovod cho biết, ít nhất 2 UAV của Ukraine đã tấn công vào quận Zelenogorsk, cách biên giới với Ukraine khoảng 100 km, gây ra hỏa hoạn tại một kho nhiên liệu, rất may là không có thương vong. Bộ Quốc phòng Nga hôm 6 tháng 3 cho biết, lực lượng phòng không đã chặn 2 cuộc tấn công bằng UAV ở tỉnh Voronezh, miền Tây nước Nga, và 2 cuộc tấn công này xảy ra cách nhau 90 phút. Kênh Telegram Baza đưa tin, một trong những UAV của Ukraine đã bay về phía sân bay quân sự Baltimore, nhưng bị bắn rơi cách đó vài km. Kênh này cho biết thêm rằng 2 UAV khác đã cố gắng tấn công một kho dầu ở phía đông Voronezh nhưng đã bị phá hủy. Tỉnh trưởng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov cũng cho biết tỉnh này bị tấn công bằng UAV và lực lượng phòng không đã bắn hạ một UAV gần làng Lidneye, cách biên giới Ukraine khoảng 40 km, không có thương vong. Ngày 6 tháng 3, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã nã tên lửa vào thành phố Odessa, tỉnh Odessa, đúng vào lúc Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis thăm thành phố này, theo tờ Kyiv Independent. Trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky, ông Mitsotakis chia sẻ rằng khi ông được Tổng thống và các quan chức Ukraine dẫn đi tham quan cảng Odessa thì nghe thấy tiếng còi báo động không kích. Ngay sau đó, khi đang bước vào ô tô, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, ông Mitsotakis nói. Thành viên nội các Hy Lạp Stavros Papastavrou xác nhận với truyền thông Hy Lạp rằng vụ nổ xảy ra cách đoàn xe của ông Zelensky 150m và không có người của phái đoàn Hy Lạp bị thương, theo tờ Katimerini của Hy Lạp. Cảnh báo không kích vang lên vào khoảng 10 giờ 40 sáng ngày 6 tháng 3 giờ địa phương. Người phát ngôn Hải quân Ukraine, ông Dmytro Letenchuk xác nhận Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng cảng của Odessa khiến 5 người thiệt mạng. Bà Natalia Humeniuk, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine cho rằng vụ nã tên lửa này không liên quan đến chuyến thăm cụ thể nào mà đó là cách mà Nga tấn công bấy lâu. Sau đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tấn công một nhà kho ở Odessa, nơi được Ukraine dùng để chuẩn bị triển khai xuồng không người lái bằng tên lửa có độ chính xác cao, theo hãng thông tấn TASS. Hôm nay vào lúc 11 giờ 40 sáng giờ Moscow, lực lượng Nga đã mở cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao vào một kho chứa xuồng không người lái ở khu cảng công nghiệp của thành phố Odessa, nơi được lực lượng Ukraine sử dụng để triển khai chúng để chiến đấu. Mục tiêu của cuộc tấn công đã hoàn thành, cơ sở nói trên đã bị tấn công, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Phát biểu tại Liên hoan Thanh niên Thế giới ngày 6 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng bất kể cuộc chiến tranh nào cũng đều là thảm kịch, bởi sẽ có những người chết và bị thương, theo hãng thông tấn TASS. Ông Putin cũng nói rằng người dân Donbass gồm tỉnh Luhansk và Donetsk đã quay sang Nga và chờ đợi sự giúp đỡ từ Nga và Moscow đã đứng lên bảo vệ người dân của mình. Cũng tại Liên hoan, ông Putin cho rằng những cuộc pháo kích của Ukraine nhằm vào dân thường ở tỉnh Belgorod là tội ác chiến tranh
và do đó Nga sẽ không bao giờ để yên cho những người đứng sau. Cũng trong ngày 6 tháng 3, tỉnh trưởng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov cho biết trên kênh Telegram rằng Ukraine đã bắn hơn 80 quả đạn vào các khu vực đông dân cư ở Belgorod, cũng như mở một số cuộc tấn công bằng UAV vào tỉnh này trong ngày 5 tháng 3. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 5 tháng 3, các lực lượng Nga tổng cộng 2 lần nã tên lửa, 67 lần không kích, 95 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS, 95 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Tổng cộng có 76 đợt giao tranh giữa hai lực lượng trên các chiến trường trong ngày qua. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Shevchina và Slobozhanchina miền đông Ukraine, quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine. Hơn 30 khu định cư biên giới Ukraine bị pháo binh và súng cối của đối phương tấn công, chủ yếu ở các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkiv. Theo Bộ Tổng tham mưu, quân Nga ngày qua không tấn công khu vực thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, nhưng lại chuyển hướng pháo binh sang các khu định cư gần Kilivska, Kharkiv và Novohovrivka, tỉnh Luhansk. Tại tỉnh Donetsk, các lực lượng Ukraine đẩy lùi 62 đợt tiến công của quân Nga, gây ảnh hưởng tới hơn 50 khu định cư trong tỉnh, chủ yếu ở các chiến trường chủ lực Bakhmut, Avdiivka, Liman. Tại tỉnh Zaporizhia, các lực lượng Nga mở 5 đợt tấn công vào các làng Hulapole, Malinivka và Robotyne. Khoảng 15 khu định cư ở tỉnh này nằm dưới hỏa lực pháo binh và súng cối của quân Nga trong ngày qua. Tại tỉnh Kherson, các lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi vị trí tập kết ở phía tả ngạn sông Dnipro, song không thành công. Hơn 30 khu định cư bao gồm Antonivka, Veletsky, Tihika, Ivanivka và Smaivka, tỉnh Kherson đã bị pháo và súng cối của quân đối phương tấn công. Theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng không quân Ukraine tấn công 11 cụm nhân lực của quân đối phương trong ngày qua. Lực lượng tên lửa Ukraine đã tập kích một cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, phá hủy một kho đạn dược, một hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 và một hệ thống radar trinh sát và kiểm soát hỏa lực Zupak-1 của lực lượng Nga. Theo tờ Kiev Independent, cơ quan tình báo quân sự Ukraine, SUR cho biết rằng tàu tuần tra Sergei Kotov của hạm đội biển Đen Nga đã bị tấn công trong đêm, khiến tàu bị hư hại nặng ở đuôi và hai bên mạn tàu. Tàu Sergei Kotov trị giá khoảng 65 triệu USD bị máy bay không người lái nội địa của Ukraine Magura V5 tấn công tại khu vực gần eo biển Kerch, nối liền biển Đen và biển Azov, theo SUR. SUR cho biết đòn tập kích của Ukraine khiến 17 thủy thủ thương vong, Nga chưa lên tiếng về thông tin trên. Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự ngày 5 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Ukraine chịu nhiều tổn thất ở Donetsk, hãng thông tấn TASS đưa tin. Theo đó, quân Ukraine chịu tổn thất lên tới 1.030 binh sĩ, nhiều nhất ở thành phố Avdiivka, với 500 lính bị loại khỏi vùng chiến. Ngoài ra, quân Nga còn phá hủy nhiều khí tài Ukraine tại mặt trận Donetsk, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, pháo M198 do Mỹ sản xuất, hệ thống pháo cơ giới Govnica, bệ phóng pháo đa nòng Grad, bệ phóng tên lửa đất núi không Stormer do Anh sản xuất, cùng nhiều pháo tự hành các loại. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga ngày qua cải thiện vị trí chiến thuật ở Kupiansk, song không có báo cáo giao tranh. Quân Nga cho biết đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 41 và Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 57 của Ukraine ở khu định cư Shinkovka, Kharkiv. Tại Zaporizhia, các lực lượng Nga đẩy lùi một cuộc tấn công của quân Ukraine trong ngày qua, hạ 25 binh sĩ Kiev và phá hủy 3 phương tiện cơ giới quân sự. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29-112 máy bay không người lái UAV và đánh chặn 4 rocket của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS mà phía Ukraine dùng để tấn công Nga trong ngày qua. Ngày 5 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã chặn máy bay cảnh báo sớm E-3F cùng hai tiêm kích Rafale của Pháp trên biển Đen, TASS đưa tin. Khi máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận, máy bay quân sự của Pháp đã quay đầu và rời khỏi khung phận biển Đen, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Pháp chưa lên tiếng về thông tin này. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, chỉ trong ngày 3 tháng 3, các lực lượng Nga tổng cộng 5 lần dội tên lửa, 44 lần không kích, 54 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Tổng cộng có
68 đợt giao tranh giữa hai lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua. Theo Bộ Tổng Tham mưu, tại mặt trận Sivechina và Slobozhanchina, miền đông Ukraine, quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine. Quân Nga tiếp tục các hoạt động phá hoại, trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine từ lãnh thổ Nga và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới tỉnh Belgorod giáp với Ukraine. Hơn 30 khu định cư biên giới Ukraine bị pháo binh và súng cối của đối phương tấn công, chủ yếu ở các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkiv. Tại thành phố Kupian, tỉnh Kharkiv, quân Nga 9 lần tập kích các vị trí của quân Ukraine ở các khu định cư Sinkika, Tabayka. Quân Nga bắn pháo và súng cối vào hơn 10 khu định cư ở Kharkiv trong ngày qua. Tại tỉnh Donetsk, các lực lượng Ukraine đẩy lùi 52 đợt tiến công của quân Nga, gây ảnh hưởng tới hơn 60 khu định cư trong tỉnh, chủ yếu ở các chiến trường chủ lực Bakhmut, Avdiivka, Liman. Tại tỉnh Zaporizhia, quân Nga tập trung không kích vào khu vực gần các làng Vekhinia, Tesa và Robotai. Khoảng 20 khu định cư ở tỉnh này nằm dưới hỏa lực pháo binh và súng cối của quân Nga trong ngày qua. Tại tỉnh Kherson, các lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi vị trí tập kết ở phía tả ngạn sông Dnipro, song không thành công. Thành phố Kherson, thủ phủ của tỉnh cùng tên, bị dội pháo nhiều lần trong ngày 3 tháng 3. Theo Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, chỉ trong một tuần qua, quân Nga sử dụng gần 400 quả bom lượng, hơn 50 máy bay không người lái UAV, Shadow và hơn 40 tên lửa chống lại Ukraine. Không quốc gia nào ở châu Âu có thể một mình đương đầu với áp lực như vậy. Ông Zelensky nói, kêu gọi các nhà lãnh đạo và tổ chức quốc tế phải đáp trả cứng rắn hành động của Nga. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.